Nga nói về lý do sâu xa khiến F-16 Ukraine rơi ngay lần đầu ra trận. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói về nguyên nhân đằng sau vụ việc Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu trong lần đầu đưa máy bay chiến đấu hiện đại này xuất kích. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng, cái chết của phi công F-16 người Ukraine Oleksiy Mev là do Mỹ đào tạo không đầy đủ. Theo nhà ngoại giao Nga, chiếc F-16 của Kiev dường như bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine bởi hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Bình luận của ông Antonov được đưa ra khi vẫn còn nhiều câu hỏi về nguyên nhân vụ việc xảy ra ngày 26 tháng 8 khi một trong những chiếc F-16 của Ukraine bị rơi. Khiến phi công hàng đầu Oleksiy Mev, còn được gọi bằng biệt danh Moonfinship, thiệt mạng. Chiếc F-16 rơi ngay trong lần đầu xuất kích chiến đấu. Phi công Mev trước đó thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đến thăm Washington, D.C. để vận động Mỹ gửi loại máy bay mà Ukraine hy vọng sẽ thay đổi tình hình trên chiến trường. Mev là một trong những phi công Ukraine được đào tạo tại căn cứ Stryktov ở Đan Mạch để lái F-16. Anh cho biết đầu năm nay rằng việc đào tạo đã được cô động và việc lái máy bay theo chuẩn phương Tây có nhiều thách thức về mặt kỹ thuật hơn. Trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Antonov cho biết, các huấn luyện viên Mỹ đã không thể đào tạo hiệu quả được phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Tôi có thể tưởng tượng họ sẽ làm ầm ĩ lên thế nào nếu có báo cáo rằng chiếc máy bay đã bị quân đội của chúng tôi bắn hạ. Kiev cho hay chiếc F-16 bị rơi khi đang làm nhiệm vụ phòng thủ, bắn hạ tên lửa Nga trong cuộc không kích lớn chưa từng có của Moscow vào các mục tiêu của Ukraine. Khi Newsweek yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Antonov, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng ông nói không đúng sự thật và đây là một phần trong cuộc chiến thông tin. Phía Kiev nhấn mạnh vẫn chưa có thêm tin tức gì về vụ rơi F-16. Vụ F-16 gặp nạn ngay lần đầu ra trận là tổn thất lớn cho Ukraine cả về vũ khí, nhân lực và tinh thần trong bối cảnh Kiev đã chờ đợi rất lâu để phương Tây chuyển giao các tiêm kích do Mỹ sản xuất trong nhiều năm qua. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức ông Mykola Oleschuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine. Mariana Bejula, một nhà lập pháp Ukraine, trước đó đã nói rằng chiếc F-16 dường như đã bị một hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp bắn nhầm và cáo buộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đưa ra các thông tin không đúng sự thật. Ông Oleschuk đã bác bỏ những chỉ trích của bà, đồng thời cáo buộc nữ nghị sĩ làm mất uy tín của giới lãnh đạo quân đội Ukraine. Ukraine và Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ việc và chưa có thêm thông tin chính thức về vụ việc. Ukraine nhận khoảng 6 chiếc F-16 vào đầu tháng 8, trong tổng số 70 chiếc mà các nước phương Tây cam kết gửi cho Kiev. Việc mất tiêm kích ngay trong nhiệm vụ ra quân có thể gây ảnh hưởng tới sự tin tưởng của các nước NATO rằng Ukraine có thể sử dụng những máy bay theo chuẩn phương Tây một cách hiệu quả, theo Newsweek. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.